Bây giờ cả thế giới được nghe quốc ca Việt Nam, thật vinh hạnh và hãnh diện. Huấn luyện viên Mai Đức Chung trải lòng sau trận đấu đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam ở đấu trường World Cup. Ở tuổi 73, nhà cầm quân kỳ cựu của bóng đá Việt Nam cũng lập luôn kỷ lục huấn luyện viên lớn tuổi nhất góp mặt ở sân chơi đẳng cấp hàng đầu thế giới. Khoảnh khắc Huỳnh Như dẫn đầu toàn đội bước ra sân, rồi tiếng nhạc tiến quân ca vang lên, cả chục triệu con tim xúc động. Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu hát quốc ca ở World Cup. Giây phút đặc biệt của bóng đá Việt Nam được tờ New York Post Mỹ đặc tả, các thành viên của đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên tham dự World Cup đã đồng thanh hát vang bài quốc ca một cách say mê với cánh tay phải đặt lên trái tim của họ. Hơn 40.000 khán giả chứng kiến khoảnh khắc ấy trên sân Eden Park, Auckland, New Zealand hôm qua 22 tháng 7. Kể từ đầu giải, con số này chỉ thua 2 trận đấu có đội chủ nhà Australia, New Zealand và một trận đấu của đội tuyển Anh. Dấu ấn ra mắt World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam xuất hiện ở một trong những sân khấu lớn nhất, được dõi theo nhiều nhất của giải đấu. Người hâm mộ rưng rưng xúc động. Và tại sân Eden Park hôm qua, Huỳnh Như và đồng đội có nhiều thứ để tự hào chứ không chỉ là giây phút đặt tay lên lá cờ đỏ sao vàng trong tiếng quốc ca ngân vang. Đội tuyển nữ Việt Nam khiến người hâm mộ tự hào, xúc động. Ảnh FIFA không cần nói thêm về sự chênh lệch trình độ chuyên môn giữa hai đội bóng. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tóm gọn lại bằng câu nói ví von đội tuyển Mỹ như ngọn núi sừng sững. Nhiều người nhớ đến trận thua 0-13 của Thái Lan ở Asian Cup hồi đầu năm, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng đó là một trận đấu tốt của đội bóng, không thể so sánh với World Cup. Nhưng nhất định các cô gái đã thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm chiến đấu, để lại dấu ấn tự hào cho người hâm mộ Việt Nam và thế giới.